Xin chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học về các bộ phận trên cơ thể nhé. Đầu, đầu. Tóc, tóc. Mặt, mặt. Trán, trán. Tai, tai. Mắt, mắt. Lông mày, lông mày. Mũi, mũi. Miệng, miệng. Cằm, cằm. Má, má. Cổ, cổ. Vai, vai. Tay, tay. Bàn tay, bàn tay. Ngón tay, ngón tay. Ngực, ngực. Bụng, bụng. Hông, hông. Chân, chân. Bàn chân, bàn chân. Đầu, đầu. Tóc, tóc. Mặt, mặt. Trán, trán. Tai, tai. Mắt, mắt. Lông mày, lông mày. Mũi, mũi. Miệng, miệng. Cằm, cằm. Má, má. Cổ, cổ. Vai, vai. Tay, tay. Bàn tay, bàn tay. Ngón tay, ngón tay. Ngực, ngực. Bụng, bụng. Hông, hông. Chân, chân. Bàn chân, bàn chân.